cho tôi ở lại giữa mùa thu, làm tiếng trống trường ngân dài nỗi nhớ, làm chiếc lá nhẹ rơi qua khung cửa, làm áng mây trôi tinh khiết áo học trò. Vậy là một mùa thu nữa lại về dưới mái trường Marie Curie. Tiếng trống khai trường bắt đầu rộn rã. Mùa thu về phả vào đất trời chút hương thơm dịu nhẹ man mác lòng người, nhẹ nhàng khép lại những ngày hè sôi động. Mùa thu đưa tôi về lại mái trường xưa, với thầy cô, với bè bạn, với những trang vở thơ. Đối với trường Marie Curie thì tiểu học, đây là năm học đầu tiên. Sau 22 năm có cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì đây là cái lứa học trò mới nhất và bé nhất của nhà trường. Không chỉ riêng tôi mà toàn thể các thầy cô giáo trong trường đều muốn dành tất cả những cái gì đấy tốt đẹp nhất cho các con. Và cũng như lời Bác Hồ dặn, mong sao các con nó được ăn ngoan, nó được ngủ yên và học giỏi. Cái thông điệp đó cũng là cái nỗi lòng khao khát của chúng tôi, thầy cô giáo và cha mẹ của các con gửi gắm đến nhà trường. Và chúng tôi sẽ quyết tâm bằng tất cả những cái tấm lòng của mình, công sức của mình để dành những cái điều tốt đẹp đó cho các con. Với ngôi trường Marie Curie yêu dấu này, tiếng trống khai trường năm nay vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên, thầy trò trường chúng tôi có một ngôi trường khang trang, hiện đại và là của riêng mình, đầy hứa hẹn với bao náo nức, bận rộn, với những ước mơ, khát vọng của mỗi cô cậu học trò. Trời ơi! Thầy nói gì thì các con trả lời đấy nhá. Cụ thể này, ăn thì thế nào? Đó. Thầy hỏi ngủ thì thế nào thì trả lời là say à nhá. Học thì thế nào? Cảm ơn tất cả các con. Đã có biết bao nhiêu thế hệ học trò trưởng thành dưới mái trường thân yêu này, biết bao nhiêu khát vọng đã cập bến, biết bao ước mơ của các cô cậu học trò tích nghịch ngày nào giờ đã thành hiện thực. Có lẽ đối với các em học sinh, ngày khai giảng năm học mới bao giờ cũng chứa đựng những cảm xúc hồi hộp, xúc động và thiêng liêng, để mãi sau này, dẫu học trò của trường, người sẽ thành nghệ sĩ nổi tiếng, người sẽ thành giáo sư, người sẽ thành bác sĩ, thì mãi mãi sẽ không bao giờ quên được mái trường Marie Curie yêu dấu này. Tôi muốn gửi gắm đến tất cả các thế hệ học sinh Marie Curie đã trưởng thành và đang học trong nhà trường một điều là chúng ta được tạo hóa ban cho rất nhiều cái đẹp trong tự nhiên, và con người phải biết nâng niu, gìn giữ và tạo nên những cái đẹp. Chúng ta có cảm xúc với cái đẹp, chúng ta biết trân trọng cái đẹp, thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống thật là đẹp.